cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em vừa rong lá cái lô mai móng rồng của em. Thì em quay chia sẻ với cả nhà mình xem vui ha. Và sẵn đây em cũng giao lưu với cả nhà mình một số giống mai có tại vườn ha cả nhà. Thì những cây móng rồng này là móng rồng nọt đỏ riêng ha. Thì những cây này chỉ quay chia sẻ với cả nhà mình thôi chứ không có giao lưu ha. Cả nhà coi những cái dòng móng rồng nọc đỏ này thì nó rất là dễ ra móng ha, nó lên lùng 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 vậy là nó bắt đầu nó ra những cái bẹ rất là to ha. Những cái cây này thì hiện tại vườn nhà em chưa có mặt bông nha cả nhà, tại vì nó là những cây con mà. Thì mấy anh em xem muốn xem biết mặt bông của cây móng rồng thì xem những cái clip trước của em á, em có quay những cái vườn của những anh em khác á, thì những cây móng rồng riêng bông thì nó ngẫu nhiên thôi, ví dụ như những dòng dảo hoặc là những dòng cúc ha, nó vẫn có bông bình thường ha. Có số anh em nói nó không có bông, nó bông rất là đẹp. Thì đặc biệt những cái dòng móng rồng này thì nó phát triển rất là mạnh nha cả nhà, em ráp vô nó phát triển rất là mạnh luôn. Anh em coi những cái cây nó không có lớn lắm nhưng mà cái bẹ móng nó rất là to ha. Những cái cây móng rồng này thì em trồng được nay được là khoảng 10 tháng các nhà, 10 tháng. Thì 10 tháng này nó bằng tầm bằng tay út với tay cái của em. Thì ở đất ở đây thì dạng này về là nó thuộc cái dạng mau lớn rồi ha. Chứ những cái một số nơi như ở Long An hoặc là một số vùng đất ở Bình Lợi thì An Giang này nọ thì nó trồng rất là mau lớn, tùy thuộc vào vùng đất ha. Ở đây thì tụi em về là cũng chăm sóc như lắm rồi đó. Đây, nó ra đủ cái kiểu móng luôn ha các nhà. Đây, có những cây nó ra nó xoắn lại vậy luôn nè ha, nó muôn hình vạn trạng rất là lạ. Rồi có những cái cây mà nó ra như thế này, ra chùm chùm giống như cái mai bằng mai tiếng vua của một số anh em đăng bán á. Đây, các nhà thấy không, cái cây này thì nó giống tiếng vua này, ra chùm chùm này, nhưng mà không phải nha các nhà, móng rồng. Cái cây này thì cũng được em đặt của mấy anh chị em nào mà đi nhổ mai con á, những cây nào nó có móng rồng thì đem tới em mua hết ha, với lại bạch mai, móng rồng bạch mai và một số dòng mai là lạ là em thu hết. Đây, ví dụ như đây, cây này nó ra như cái lược chảy trí mình hồi xưa ha các nhà. Rồi giờ đây nè cả nhà. Thì đây là những cái cây móng rồng mà em ghép ra để giao lưu cả nhà mình ha. Thì đây là cái móng rồng đọt đỏ. Thì hiện tại vườn nhà em có 3 dòng: móng rồng đọt đỏ, móng đọt xanh và móng rồng đọt hồng ha. Thì móng rồng đọt xanh thì xưa giờ mấy anh em cũng biết ha, nó nằm ở miền Trung, đa phần là Quảng Nam ha. Thì nó xuất phát từ ở đó. Còn những móng rồng đọt đỏ thì nó nằm ở trong Nam mình. Còn đọt hồng là do ở vườn nhà em nó đốc ra ha, đột biến ra ha. Đây cả nhà thấy không, cao thôi, mấy này nay nó già hết trơn ha, mấy anh em về có thể lấy bo được nè. Có những cây nào mà nó lên móng sớm thì nó hơi lùng hơn ta nha nè, ví dụ này nó mới lên là lú lên là ra móng nè thì nó hơi lùng hơn ta. Còn cái nào nó lên cao nó ra móng cao thì nó chậm một nhịp. Tại vì mấy anh em biết sao, mấy cây lùng ra móng là mình cắt ngay cái chớp đọt của nó, mình ghép vô thì nó lú lên cái móng liền nên nó không có đi dài. Còn những cái cây mà cao á là lý do mình cắt ở trong những cái nách lá bên trong, cắt những cái nách lá bên trong thì nó phải đi một hai cây đọt nó mới lú ra được cái móng, nó là vậy đó. Nhưng mà cái nào cũng ra móng hết ha, như này lên dài ra móng nè. Đấy, ra và đặc biệt những cái dòng đọt đỏ này thì nó ra móng kinh lắm.
Như khi mình thấy tùm mình không thấy, nhưng mà lật cái lá ra cái mình thấy móng nhiều lắm. Đấy, mấy anh em thấy không? Thì những cây móng rồng lọt đỏ như thế này thì em giao lưu với cả nhà mình với giá là 150.000 đồng một cây ha. Cả nhà coi đọt đỏ ao luôn ha. Bên cạnh đó vườn nhà em cũng có những cây móng rồng đọt hồng. Móng rồng đọt hồng này thì rất là hiếm nha cả nhà. Cái dòng này thì nó rất là hiếm, thì chỉ duy nhất của vườn nhà em có thôi ha. Thì những cây móng rồng đọt hồng như thế này thì hôm đó nay em giao lưu là 250, nhưng mà hôm nay do dịch thì em giảm cả nhà mình còn 200.000 ha, 200.000. Còn móng rồng đọt xanh á, móng rồng đọt xanh á thì giao lưu cả nhà 100.000 cây. Nếu anh em lấy mà 3 cây thì 450, thì em bớt còn 400 ha. Đấy. Những cây móng rồng thì mấy anh em thích, mấy anh em nào thích cái móng, thích lựa móng thì em sẽ lựa móng cho cả nhà mình ha. Còn thích cao lấy bo thì em sẽ lựa cao lấy bo, nhưng mà cam đoan với cả nhà mình thì chắc chắn là nó sẽ có bo thôi. Ủa, sẽ có móng thôi, cái nào cũng vậy nè. Nhà mình thấy như những cây này tùm lên cao thì nó cũng vẫn có móng ha. Càng cao càng đẹp chứ không gì nè. Ngoài những cái luống rồng đọt hồng đây, giờ nó già đọt thì nó cái màu nó không hồng, nhưng mà cái lú đọt non lên thì nó sẽ lên màu hồng rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, mình sẽ quay những cái móng rồng đọt xanh ha. Đây, những cái móng rồng đọt xanh hiện tại nó rất là cao rồi nè, cao cả gang tay em hết trơn ha. Thì mấy anh em mua về thì cây nào còn non đọt thì đợi già cơ đọt thì lấy bo thoải mái. Còn gốc thì cả nhà mình an tâm về cái gốc nhà em ha, gốc nào cũng đẹp hết. Đấy. Thì bên cạnh đó vườn nhà em còn một còn nhiều giống khác. Đây là bạch mai tân tân ha. Bạch mai tân tân thì nó cao tầm 2 tấc đổ lên nè. Rồi mai nu thì ghép chỗ nào nu chỗ đó ha, 150 một cây. Bạch mai tân tân cũng 150 ha. Còn đây là dảo lá rí nha cả nhà. Dảo lá rí thì hôm đó này cũng nhiều anh em cũng có mua của em ha, cũng biết ha. Thì cái lá nó rất là nhỏ. Lá nó thì nó nhỏ so với cái lá mai bình thường lắm đó cả nhà. Đấy, nó bằng cái lá mai chiếu thủy, lá kim á. Thì dòng dảo lá rí này thì giao lưu với cả nhà mình 150.000 đồng một cây ha. Cái dòng này thì cái hoa nó rất là to như mai dảo bình thường mình thôi nha. Thì cái lá nhỏ như cái hoa to, với cái độ phát triển nó cũng nhanh lắm. Thì mấy anh em nào có chơi thì biết ha. Rồi. Bạch mai thì em có bạch mai Thái, bạch mai Mỹ nha cả nhà. Bạch mai Thái, bạch mai Mỹ, bạch mai Tân Tân 2020. Rồi, đây là những cái cây cúc tư long ha cả nhà, cúc tư long. Cúc tư long thì nó cao lắm. Cái dòng này nó rất là mạnh nên nó ra một hai cây là cao nhiều nhiều. Cái này thì đa phần thì cao tầm 3 tấc đổ lên ha. Tư long thì 100.000 đồng một cây ha cả nhà. Tư long, cúc thọ hương cũng một cúc thọ hương thì 80.000 đồng ha. Những cái dòng này thì em xếp từ 3 cây nha, 80.000 đồng một cây nè, cúc thọ hương nè, cao cũng một gang tay em đổ lên ha. Cúc quý phi. Đây. Cúc quý phi to đụng luôn nè. Đấy. Cúc quý phi thì 100.000 đồng một cây. Bên cạnh đó thì vườn nhà em cũng có cúc hoàng đế nè. Cúc hoàng đế thì nó là 100.000 đồng một cây ha. Cúc hoàng đế thì nó cao cũng tầm 2 đến 3 tấc thôi. Cúc hoàng đế, cúc không nhị ha. Cúc không nhị ha cả nhà. Bên phần bên này thì cúc không nhị. Đây. Cúc không nhị thì nó cũng cao. Đấy. Thì tất cả đều có xử lý đế hết á, cả nhà mình coi. Cái nào cũng cục cục hết á nha. Cúc không nhị. Rồi dảo bạch kim. Dảo bạch kim thì 100.000 đồng cây ha cả nhà. Dảo bạch kim. Mai xoắn thì có đủ cỡ ha. Như chặng này thì 200.000 đồng cây nè. 100 rồi 150, 200, 250 ha cả nhà.
đủ cỡ hết. Cái trạng này là nó ra tàn hùm lùm hết cả nhà, trên thị trường không có đâu ha, chỉ có duy nhất vườn nhà em thôi. Nếu như chỉ duy nhất vườn nhà em là có cái số lượng ha, còn cái dạng như một vài cây thì mấy nhà vườn khác có, còn cái số lượng nhiều thì vườn nhà em mới có nhiều thôi. Loại đó là loại 200 ha, những nhà loại này thì 150 nè. Đấy, đó nhà coi, 150 đấy, nó ra tùm vậy nè. Và đặc biệt là bên em có bạch mai rin nha cả nhà, bạch mai rin thì những cây như thế này á thì nó cao tầm khoảng một tấc á, thì em giao lưu cả nhà mình 100.000 ha, 100.000 đồng một cây bạch mai rin ha, từ hạt hết. Còn những cây cao như thế này á thì nó 200.000 nè, những cây mà tầm tấc rưỡi thì 200.000, mà cam đoan cả nhà mình là bạch mai 100% nha. Tại vì á, bạch mai dòng nào cũng vậy, đôi khi nó lên á là nó sẽ có những cái màu lá xanh, nhưng mà nó đi một vài cây đỏ khác thì nó sẽ trở lại màu trắng thôi ha, trắng rồi nó hồng hồng, nó cẩm thạch như thế này nè. Cái cây của nó từ hạt hết rồi, nó đã ra lá cẩm thạch em mới lấy, còn cái nào không phải lá cẩm thạch thì bên vườn nhà em sẽ bỏ nó nha. Tại vì cái tỷ lệ mình thí dụ 1.000 hạt, nó sẽ lên chừng 200 hạt cẩm thạch thôi, rồi khi mình cấy được thì nó còn khoảng 100 cây thôi chứ không có nhiều ha. Còn nhiều anh em nói hạt thì chưa chắc phải bạch mai, thì chưa chắc ra bạch mai thì đúng, vì nó hụ phấn chéo, nó sẽ ra cái tỷ lệ nó ra cây mai vàng rất là nhiều. Cây mai vàng thứ nhất, thứ hai là nó sẽ ra những cây kem đồ này nọ, nhưng cũng được, yêu cầu cái lá cẩm thạch thì màu gì cũng được hết cả nhà. Một kem màu vàng yêu cầu lên lá cẩm thạch thì được, còn nhiều khi nó lên xanh lè luôn ha. Nè, có những cái màu lạ như vậy nè, màu này thì giống như móng ngọc bột hồng của em nè. Em cũng có một số cây lớn như thế này ha, cây lớn loại này cao tầm 4 tấc đổ lên thì 500.000 cây em vẫn có. Nó có rất là nhiều màu, chơi bạch mai nhiều cái nó sướng lắm cả nhà. Yêu cầu sáng mà ra thấy nó ra đọt cái là thấy sướng rồi ha, ra đọt, ví dụ như nó ra phúng như vậy là thấy sướng nè. Cái này là cây nhỏ thôi, cây lớn thì lúc trước em có đăng giao lưu mà giờ em trồng hết rồi. Đây, móng đồng rin đây cả nhà, móng đồng rin đây, biết tẹo 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 nè, thấy chưa. Móng đồng rin như thế này thì em giao lưu cả nhà mình 500.000 đồng cây, chỉ có hai cây duy nhất thôi nha cả nhà. Cây này chắc không giao lưu được, cây này chưa rõ, thì chỉ có một cây thôi. Thì hôm đó nay em giao lưu là từ 500 đổ lên, 500, 1 triệu, 2 triệu ha, tùy theo mức độ lớn của cái cây. Cây này thì giao lưu cả nhà mình 500.000 đồng nè, chắc chắn có móng rồi, móng bự chảng luôn nè. Chơi cây riêng sướng lắm, trồng năm tới thì được như những cây như em đăng ở bển vậy đó. Nói chung dòng nào bên vườn nhà em cũng có, thì mấy chị em mình có cần cái giống nào thì cứ liên hệ em. Em quay một số những cái giống bên khu bên này nữa ha. Cả nhà, bạch mai nè. Sướng nha. Thổi gần gì thấy ra đọt là thấy gì nè. Đây là khu cây để lấy bo bên vườn nhà em ha. Đây, bên cạnh đó thì bên vườn nhà em còn một số giống nó lên to đùng rồi, này tết dư lấy bông rồi ha cả nhà. Em đang nụ con nhóc nè. Cái này thì nó là cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu là cúc 24 cánh á. Nó cái tùm à. Cúc Tân Châu thì cây như thế này giao lưu cả nhà mình giá 70.000 một cây thôi. Cao 2 tới 4 tấc ha. Từ 2 tới 4 tấc thì giá 70.000 một cây. Đấy. Cao nhiều nhiều luôn. Thấy chưa, nó nhầm thấy nó cao, cái độ cao của nó thôi. Về vô dây em xoắn rụng lại là tết này có bông chơi ha. Cúc Tân Châu, như bên này là cúc Gia Định nè. Cúc Gia Định thì bên vườn nhà em giao lưu cả nhà mình 80.000 đồng cây thôi, là cây nó cũng bự to vậy nè. Thấy chưa,
cao chưa, 80.000 đồng cây thôi đó. Nó cao để đo cho cả nhà mình thấy mới biết, 80.000 đồng một cây. Rồi cúc hai tầng bông đậu bông 80 luôn hết cả nhà, hai tầng bông đậu bông thì cao cũng khoảng 2 gang, hai tầng bông đậu bông. Đây là cúc hoa hồng thanh tú ha. Hoa hồng thanh tú thì chặng này thì giao lưu cả nhà mình giá 150.000 một cây nè. 150.000 đồng một cây ha cả nhà. Còn mai sắn cả nhà. Mai sắn thì chặng này thì 100.000 nè cả nhà. 100.000 đồng một cây nè. Thấy chưa? Nay nó cao à. Lúc trước thì mới lú ra chưa kịp giới bịch thì đã giao lưu rồi ha. Đây cúc 150 cánh cả nhà. 150 cánh thì nó cao cũng từ 3 tấc đổ lên ha. Giao lưu cả nhà mình 80.000 đồng một cây luôn nè. Thấy chưa? Cao to hết à. Hồi đầu năm thì nó không được vậy đâu, mới lú lên là đây lọc. Đây lọc thì cũng 80.000 đồng một cây ha cả nhà. Đây lọc 80.000 đồng một cây. Đại lộc này là em đôn lại rồi ha, những cây mai đại lộc là những cây này em ghép được một mùa hết rồi, đôn vậy năm nay chắc chắn 100% là bông nó sẽ được gỡ. Mấy cái này thì em mới lặt lá nè cả nhà, mình coi nụ nè, chưa gì mà nụ nó nổi lên nè ha. Mấy này để kỹ nó mắc nụ á nè, nó già cái chột ghép nó cứng ngắc, nó bụi chẳng hết rồi. Tại mấy cây này là những cây em đôn lại 80.000 đồng một cây ha. Cúc bi muốn liền cốt luôn 100.000 đồng một cây nè cả nhà. Trời ơi, cái cúc bi nó bằng cái chiếc đũa ha, cái cốt đó nè. Em đôn lại nha, chứ không phải là cây mới ghép. Thì cúc bi là 100.000 đồng một cây. Cái này là Phú Tân cũng cao nhiều nhiều luôn, cũng 80.000 đồng một cây ha. Có cúc Tân Châu nè, cúc Tân Châu rất là cao luôn, 70.000 đồng một cây nè. Anh chị em nào có lấy số lượng nhiều về trồng nữa thì alo em sẽ giảm giá nữa. Bán cho bớt cái lô này, tại lô này nó bây giờ nó lên cao mà em vô cái thùng đường như thế này gió lật hết cả nhà. Giờ mình mà muốn ấy vậy vẫn phải sang chậu cực nữa, nên bán cái giá nới, chứ đúng ra cái này thì Tết nay bông thì chơi ngon rồi. Đó. Nó dày nè, nó cao gì thì gió nhẹ cái nó lật, nhẹ cái lật. Như cái này 1 2 3 nó gần 6 tấc luôn rồi. Nó gần 6 tấc luôn hả nha. Nên sợ nó lật cực lắm. Lật thì mình để mình chăm nó cực lắm, nên giảm giá cho cả nhà mình về nuôi ha, nuôi lấy bông. Bên cạnh đó vườn nhà em còn một số giống này nó hơi nhỏ thôi. Những cái giống này thì trên thị trường cũng chưa có nhiều. Dòng này dòng Phú Tân 24 cánh nè cả nhà. Cái bông rất là đẹp luôn, rất là nét luôn. Mấy anh chị em nào không biết cái mặt bông á, tại vì nhiều quá nên em không có lên search mặt bông cho cả nhà mình xem được. Thì mình lên Facebook á, lên trang Facebook á mình search, chứ không phải Google nha. Google search không ra đâu, Facebook á. Sạch Phú Tân 24 cánh thì nó sẽ nổi lên cho cả nhà mình xem ha. Cái bông rất là đẹp luôn. Dòng này giao lưu cả nhà mình 100.000 đồng cây nè. Rồi cái này là cúc lá rí nha. Hồi nãy là rẻ dảo lá rí, còn này là cúc lá rí. Cúc lá rí này thì giao lưu mình 150.000 đồng một cây ha. Cái bông nó cũng khá là to nha cả nhà. Bông cũng khá là to chứ không phải là cái lá nhỏ mà bông nhỏ ha. Bên cạnh đó còn cúc hai tầng, cúc vạn thọ ha, cúc cam, vân vân và vân vân. Thì anh chị em nào có cần giống nào thì ới em ha. Nói chung là đa phần giống nào em cũng có. Giờ kể ra thì nó không không xiết, tại nó nhiều loại quá. Giờ trên thị trường nhiều loại quá. Thì anh em nào hợp cái nhãn loại nào thì alo em thôi, chứ con không biết. Rồi, em xin kết thúc cái clip tại đây ha. Rất mong được sự ủng hộ cả nhà mình nha.
Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha.